ơi, chạy được con nào? Ba con trai trai, một con chục chục. Đây, thấy chưa, chục chục nữa này. Anh chen chen. Rắn gì? Về lấy, nhanh. Về đi, về, sợ gì? Phóng đi. Nhớ đội mũ bảo hiểm đấy nhá. Vừa sắm được xe nên thằng này rất là khoái đi. Mà con xe này các bạn nhỏ không nên sử dụng nhiều nhá, vì khá là nguy hiểm đấy. Không nên sử dụng thì hơn, mao đệ nó cứng rồi. Ai da. Ten 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 ten. Nhanh lên. Ui, chạy to thế. An toàn giao thông. An toàn giao thông. Không có cắn mông cho người. Đi được không đấy, đường đồng hơi bị khóc đấy. Nói cái là mò phát được đầy luôn, sợ thật. Hôm nay vớ đúng ổ à. Mày có lấy muối không? Không. À, không lấy muối, lấy tí muối. Đấy, đưa đây. Nướng em con rồi đấy. Ừ, nhiều lắm, tao mò được nhiều lắm. Nhưng okay. Mà nó tan rúc ở trong khe đá mới cả bùn nữa nhỉ. Mày, làm sao mà trình độ đủ. Em mò mãi chả được ấy. Anh mày rồi. Anh mày đẳng cấp nó từ cái thời chẩu tre rồi, nhớ. Thời chẩu tre là thời gì? Thời trẻ trâu. Nói thẳng là thời thả trâu đi đấy. Trẻ trâu nó khác, thả trâu nó khác. Nhưng bây giờ trẻ trâu thì nhiều nhưng mà thả có đứa nào đi thả trâu đâu. Đây, em cũng thả trâu này. Thế này là trẻ trâu. Em là già trâu. Anh là già trâu à? Trẻ nghĩ. Anh là già trâu à? Là một phê rồi, mò tiếp đi. Ốc đâu, ốc đưa vàng của em đâu? Chả biết rồi, đặt vào đây tí nữa cho nó nở ra đã. Xong bóc. Ấy, đâu? Đấy. Đang này cái đồ nó đang há rồi nhá. Há đây này, bây giờ lấy con há ra. Tách cứt đi gì? Bạch ra rửa cái này. Đấy. Đặt vào đây. Đấy. Bạch mở cái này. Lấy con chai chai ra nhá. Bỏ cứt chai gì? Tao dạy im ngu biết cái gì. Đấy, xong lại đặt cái này vào đây. Đấy. Bạch cái này ra, bóp ẻ khô nó ra. Ẻ tươi mà. Có cục đoạn này thôi, anh lại bóp hết cả cái bịa sạch của nó. Bịa nguồn sạch, đâu nhỉ? Đấy. Hết rồi, đấy. Cái phần xanh anh bỏ hết rồi. Đấy, rửa đi. Hôm nay tao không đái nữa đâu, đấy, thả vào đấy. Mày phải đem tí muối thả vào đây, xong một tí hành nữa thả vào đây. Anh về lấy xong đi. Xong một tí dầu ăn, bơ nữa thả vào đấy. Ui, thế nó lại thành nhà hàng. À, thành món gì? Hàu, hàu nướng. Đâu đít, thế là đâu đít. Nó để đâu nhỉ? Ở trên này. Xa, chất chơi thì rơi luôn. Kẹp lại, kẹp lại. Mình tạm hai con á. Ôi, nè. Ôi, ôi, nó bị lợn trong vòng. Ôi, chết rồi.
quần quần. Giả vờ mình lặn đi, mình bảo không biết gì. Ôi giời, thông minh quá anh chị. Thay lạc lắm. Lại tàn chết. Sao dối được. Ôi giời. Đâu hết rồi? Thằng kia! Mày sang đây! Sang đây! Nhanh! Hả? À? Sao mày ăn hết? Hả? Mày ăn đâu rồi? Mày sang đây! Đâu hết rồi? Đâu hết rồi? Được ăn thế nào đâu? Mày không phải điêu nữa. Mày ở đây thì ai ăn? Hả? À? Sang đây! Em ăn thế nào đâu? Tao rúi đầu mày xuống đây! Em biết đâu là em cũng vừa đi đái đi chứ! Mày thích điêu không? Hả? À? Mày chỉ có mày ăn thôi. Em là vừa đi đái à? Anh à, em mày lại điêu rồi. Chắc đái là... đái thì mày lại đái dưới nước rồi, mày thích điêu không? Chắc có con gì nó lên nó ăn thì sao? À, mày thích không? Ê, hả? Không đùa đâu. Nào, bố mày gìn mày chết toi luôn. Mày khai không? Khai không? Khai. Khai. Em làm chơi. Rơi mày thích điêu không? Hả? Mày thích điêu không? Hả? Bỏ đây. Này tao đang vui, tao tha. Tao phải mò thôi, mò đấy. Điêu đâu chơi? Rồi mày không phải điêu, mày đớp hết thì mày cứ nói đi. Nó chơi góc. Ê, mò, kia. Rồi, muối. Nó chơi góc bên này, anh cho mò đi. Tao mò được đầy, nhiều lắm. Kiểu gì cũng phải làm bữa. Rồi lấy muối đi để tao mò ra mà xem. Ok. Ui, rơi hết cả đũa này. Đấy. Khá nhỉ. Ấy. Ôi sao mò được cả con chín này. Ờ em làm chơi ở đây mà. Điều mày khét rửa khét lát. Chả thế. Mất dạy. Ui con ốc to. Cái gì làm bữa. Những cái ốc điêu vàng ăn phê. Nhiều lắm. Ôi, lại con chín nữa này. Ôi, mày làm đổ à? Làm đổ mà. Bảo anh chẳng tin. Thế mày ngồi lên đây đi, đấy đi. Tách đi. Đưa cho cầm này. Tách đi, để tao mò ra nhiều lắm. Em đảo đầu thế là cái đầu kia nó dài quá, không đảo được nó rơi. Tao khiến mày đảo. Đây, cầm lấy cái này nữa. Ôm vào bụng mày. Chịu cái như này nhỉ. Bỏ cái cứt nó đi. Ui rồi, làm phát một ổ luôn. Trên này em phát hiện trên này có đường dây ruột này. Đường dây ruột là đường dây gì? Nướng đi. Rất là nhiều bùn ở trong. Quá, nắng à. Này, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ai làm đây? Sao? Trời, nhìn này. Này ăn cái gì? Ăn cái gì, ăn tay chai chứ ăn cái gì? Làm bẩn, bỏ thịt để lại cứ. Chết xí rồi. Mau đấy ca đấy. Đừng có đùa. Mau đấy ca là mới bị siêu ấy. Mới thích siêu. Thì là con tảng phá hại. Này, đoạn này điên này, đoạn này điên này. Cầu hai pin. Mày thì sạch lắm này. Đây này, nhìn này. Nó phải làm sạch này. Sạch xế, quan trọng là phải ôi ôi, muối ạ. Anh cho ít muối thôi, anh thấy mà chả có hành mỡ thật nhỉ. Đây mà nướng mỡ hành nữa thì thành ngon hơn nào. Khách sạn làm sao. Ôi, hầu hình như là dễ hơn cái chai em nhỉ. Ừ, mày thích ăn hầu không?
Có. À, ui, kìa. Ui, nhiều vậy. Có con em ăn một nửa chỗ này nhé. Ừ, mẹ ăn tất. Ăn tất. Ừ. Thôi, để đây. Ê, mò thêm đi. Để tao mò. Anh mò đi, em trông. Ây xa. Ây xa. Cái này nó tên bơi mất đấy. Ây xa. Ây xa. Bên này nữa, bên này nhiều. Đây, cái đây có khe đá này. Em mò. Ui, ui, con cá gì trong khe ấy? Sao đây xem? Đâu? Trong khe. Nhanh nhanh, đây chân ta vẫn giữ đây. Chân ta vẫn giữ. Đó. Đây. Con cá gì? Đây, anh chặn cái lỗ vào, chặn cái lỗ. Đấy, chặn rồi, chân ta đang giữ rồi. Chặn cái lỗ để em giúp xuống đấy. Em lại. Đó. Em mò. Xuống đi, mò đi, mò đi. Thấy không? Phải cá chê không? Phải không? Ôi! Phải không? Ôi, con gì dâu ấy? Ừ. Con gì có dâu? Cá chê. Thôi ghê lắm, em không dám bắt đâu. Im để tao bắt à? Cứ từ mình đi. Kéo nó có dâu. Im nhá. Anh ơi! Mò được chưa? Con cá nó cắn rồi đấy. Ui, con này nó nhất nhiều nhiều à. Đâu ấy? Đây. Anh ơi! Được không? Ôi, cá chê! Mang về thịt đây, Mang về làm cái gì đây này? À, xa! Từ. Muốn! Lấy cái đũa. Từ đấy. Lấy cái đũa nhanh lên. Bể cái ngạnh nó đi. Ây da! Ui, cháy kìa. Đây, cháy kệ nó, ăn cá rồi. Từ. Này. Anh sắp xiên rồi luôn. Điên à, bể ngạnh nó đi đã. Ui, anh bóp tôi cứt nó kìa. Ây xa. Gửi nhất cái ngạnh nó mọi người. Sao mày bể cái đó làm gì? Nó đánh nó một phát thì mày. Ây xa. Con này đánh vòng tay thì buột lắm. Ngạnh nè. Ây xa. Anh lấy cái đũa ấy. Giờ phải đòi chết nó đi đã không? Mổ bụng không? Anh sóc xem không? Xem nó có trứng ấy. Cái này đừng mổ. Dậy phát nó hút luôn. Bạch mồm ra. Bạch chọc, mồm chọc ra à. Kéo cái râu nó lên cho nó mở cái mồm cái. Lão con này là lão cụ rồi. Kéo mạnh vào. Nó cắn em. Cắn cứt. Đấy rồi. Ok. Con này giữ. Em kéo râu rồi. Rồi ok. Ok. Ôi. Trời ơi. Con này có trứng. Ui, cẩn thận nào, khéo có trứng, nát cái trứng của nó. Rồi nước. Công của em nhé. Công gì ấy? Công em sờ thấy bảo có cá. Ui, tao bóp nó gần chết luôn. Máu lên đây nước. Từ. Ngon đấy. Ai xa. Biết thế không? Biết thế đi. Nhưng mà cái món này cũng chín rồi. Thế ăn thử món này đã. Từ. Ăn món này đã. Không, đừng nuốt cái. Phi cá. Hả? Em gặp bỏ nước ấy. Phi. Để em cầm nhá. Không, nó ra mất đấy. Đừng làm thế phí. Bẩn cá. Xong tí nữa làm cho muối vào. Nhớt lắm, à, lấy muối rửa bỏ cái nhớt này. Không, kệ nó. Hả, điên. Cá này gì nó chảy nhớt à. Thế thì thưởng thức cái món này nữa. Ăn món này đã. Tiếp. Em không có đua. Mời tất cả mọi người nhá, để chén cái món này trước xong rồi nướng con này. Em không có đũa. Đấy, không có đũa thì cầm tay đi. Ui, cháy kìa. Khô rồi. Ui, khô quá kìa. Bóng. Giả đũa đây, giả một cái đũa đây. Em ăn xong được gì cho anh ăn. Tao không cần. Con này ngon hơn con nào nướng mỡ hành mà. Con này cháy rồi. Này mà có mỡ hành còn kéo ngon hơn đặc sản ở ngoài biển anh em mình ăn. Mặn thế. Con này mặn thế. Đấy. Con ấy. Ôi, tí nữa thì ra mất. Vẫn chưa chết hẳn à? Ngon anh Cường ạ.
À, tao có cách nướng cá chê. Áp chậu à? Áp chậu. Thôi, nó dính đấy. Ấy, dính gì vậy? Ôi giời, để đây vậy. Này, tao làm sao mà tao ăn được? À, ngon á. Đói nhỉ, bơi tập bơi đói nhỉ. Bơi đang đói lắm các bạn. À. Đói. Ngon. Cháy mất rồi kìa. Mày bắt cá. Mày làm gì ạ? Ui bọc. Cạnh nó ra. Quên lên ruộng hái tí hành, ngà hành. Ừ. Ok. Ê. Ôi. 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 Thôi. Thôi em ăn đi. Bát đi đâu được. Thôi em ăn luôn. Con này cháy giòn luôn. Ôi. Ôi. Nó cháy à? Ngon đấy. Mày nướng đi, tao mò xem còn con nào. Đem nướng à? Biết đâu lại vớ hẳn con chê phi. Nói chung là khi đã. Không, có con chê phi cơ, đây chê đồng này hỏi. Mày thấy tao đẳng cấp không bắt được cả chê đồng hoàng hài. Đây mình. Ôi. 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 Mày làm gì đấy? Tí nữa thì mất ăn. Chơi hai quả. À, móc vào mang rồi. Quay chữ. Có phải nó yếu rồi, tao bóp nó gần chết rồi mà nó lại sống lại. Từ từ. Rồi hoạt kiếp cho mày. Tiếp được được. Đây, mày đập vào tay tao. Rồi. Rồi. Hai cái rồi. Bơi đi. Con giỏi mới bơi. Con dẫn tôi chữ ngay hết mất.